69 dương lịch, Tống Triều phương Bắc thần tông phát lệnh cho người len lỏi vào nước Đại Việt làm nội gián cướp non sông. Triều đình nhà Lý, Lý Thánh Tông biết được nên thiết triều cùng bá quan nghị sự. Thánh Hoàng giảng giảng bê, chậm miệng lễ, các khanh hãy bình thân. Này bá quan văn võ, Tống thần tông luôn dòm ngó, muốn chiếm nước ta làm châu quận đời đời. Vừa rồi trẫm được tin thám mã khắp nơi, mật báo hiện tình giặc Tống đang điều động quân binh trấn đóng dọc biên thùy chuẩn bị đánh chiếm nước ta. Vì lẽ trẫm phải ngự giá kinh lý cõi xa, trước lúc di hành trẫm muốn thấy quân dân mở hội rầm rập khí thế hồn hiến sông núi, giáo gươm tua tủa Đại Việt hào hùng. Xin tuân lệnh, gặp ràng gươm giáo kiếm cung trước lễ đài chỗ tài thao diễn. Nước non hữu sử võ biển tụng kiếm, giao dài gươm bén tỏ tất lộc. Văn quan với ngọn bút lông, cài mặt bì ngưu giữ gìn cương thổ. Muôn tâu, hoàng thưởng vì thần dân trăm họ, lên đường kinh lý triều chính giao lại cho ai? À, trẫm đã chọn rồi và sẽ công bố trước lễ đài. Người ấy ắt phải đầy đủ đức tài, đúng như lời của hoàng hậu. Người ấy phải chăng là thượng dương hoàng hậu, danh gia vọng tộc dòng dõi ngọc diệp kim chi, có thế mới xứng đáng thay hoàng thượng trị vì, ngôi nhất chính triều nghi nghị sự. Người thay trẫm ở ngôi cửu ngũ, tạm quyền trị nước, diệt giặc ngoài trị kẻ thù trong, người đó là... Thiếp xin vạn tạ lệnh cửu trùng đã chọn thiếp. Không, người đó là hoàng phi ỷ lan, còn hoàng hậu thì tam cung lục viện. Thiếp xin hồi cung ngự thiện, vì từ sáng sớm phải đến lễ đài nên chưa kịp xâm lương. Này, trẫm khuyên hậu chớ vội bi thương, trẫm vì nước non chứ không phải vì cành vàng lá ngọc. Thiếp đã hiểu rồi sâu xa nguồn gốc, vì yếu người xin cho phép được hồi cung. Này Lý Thái Sư, xin hãy hết lòng vì trẫm mà giải bài cùng hoàng hậu nha. Tâu hoàng thượng, thượng ý sáng ngời như sao bắt đầu, thần sẽ giải khuyên cho hoàng hậu rõ thông. Kinh lý hoàng thượng yên lòng, nơi triều nội thần lo toan mọi việc. Dạ muôn tâu, thần thiếp là người kém biết, quyền nhiếp chính giao cho hoàng hậu phải hơn. Này hoàng phi, trắng canh thâu tàn mạch lạp ở cung son, ngoài điện ngọc sân đơn trẫm đã nhiều lần bàn cùng bá quan văn võ, rồi đây nội ngoại triều sẽ rõ vì sao trẫm giao quyền nhiếp chính cho hoàng phi. Và khi chấp chính trị vì, hoàng phi nên nhớ mọi việc đều phải đạt tình lý cớ, giặc trong giặc ngoài trong cả con người. Muôn tâu, hoàng thượng cùng quân sĩ đội nắng tắm mưa rơi, nơi cung thẩm thiếp trọn gìn lời ký gửi. Trong ra cửa biển thần phù ngóng đợi, cùng cung nhân hồ hởi đón hoàng thượng trở lại triều ca. Hay, hay lắm. Ngự hãm thuyền theo đường biển trẫm cởi sóng ngàn xa, lễ tiễn quả nhân cũng là lễ đăng quang, hoàng phi chấp quyền nhiếp chính. Thank you.
lên giảng liên hồi làm cho lễ đài rung chuyển. Hướng về phương Bắc xa khí đằng đằng thề với quân xâm lược, quyết chiến quyết thắng và quyết tiến không à lùi. Vì hạnh phúc của thần dân nên trầm lên đường đi kinh nghi, nhưng lòng trầm rất lo âu, mặc dù có hoàng phi quyền nhiếp chính đáng đương mọi việc. Thù trong giặc ngoài là hai việc lớn mà người cầm quyền đất nước phải đối phó cho tình. Với thần thiếp mà hoàng thượng cũng chưa trọn tin nè. Không, trầm muốn nói đơn tính tình của hoàng hậu Thượng Dương, người có thể gây ra phiền muộn cho hoàng phi. Không được quyền nhiếp chính, lại không có được hoàng tử nối ngôi. Ôi lo của hoàng thượng tiếp nay đã hiểu được, sợ thiếp là đàn bà cũng thương tình vì nữ vốn dĩ xưa nay. Hoàng phi, đó là nỗi lo đứng hàng đầu trong mọi nỗi trăm lo âu. Trước mặt quân Dương, thần cam kết đuôi với Thượng Dương hoàng hậu, thiếp luôn luôn kính trọng lấy tình nhân ái đối xử hết lòng. Không vì việc nhỏ của đàn bà mà làm hại việc lớn của non sông. Hoàng phi rất xứng đáng cho trăm tình yêu giao cho chức quyền trọng đại. Nếu gặp khó khăn gì thì nên bàn luận cùng Lý Đạo thành thái sư. Cảm ơn quân vương đã lo cho thần thiếp. Coi kìa hoàng phi, đó là việc chung chứ chẳng phải riêng nàng. Trẫm phải cảm ơn, đó là riêng phần trẫm. Vì hoàng phi đã nặng gánh việc nhà, còn thay trẫm lo cho việc nước. Quân vương, đường trường muôn vàn hiểm nguy, quân vương nên bảo trọng lấy thân vàng. Nơi triều nội, hoàng phi cố gắng gìn tròn trọng trách. Trọng trách xóa bỏ tham quyền, cố vị ích kỷ tỷ hiềm. Quân vương đừng vì việc ấy rồi sầu lo, làm cho tâm trí cứ mãi suy tư. Biên tùy bão giông ngày đêm, dốn xa xăm đường thiên lý luyến lưu ngày về. Dù rằng ta cách ngàn dặm xa, nơi cấm cung ghi sâu, ơn trời thiếp thần xin cho. Một lòng xót. Hoàng phi giờ xin tạm biệt. Quân vương tạm biệt. Gã kia, làm gì mà chui rút run sợ như thế? Trong lúc bao người xuất vào đội ngũ, lên đường cùng đức vua ra biên ải. Dạ, dạ tôi là thư sinh, nên được quản sư dịch. Ai quản cho ngươi? Dạ. Nói mau. Dạ quan huyện. Huyện nào? Dạ không phải quan huyện, mà là quan Tri Châu. Châu nào? Tên gì? Dạ, Châu Định Nguyên, Dương Văn Bảo. Dương Văn Bảo. Dương hoàng hậu bằng cô. Ông là ai và tại sao biết rành như vậy? Nhà ngươi không cần biết. Có phải nhà ngươi là một thư sinh lười học, lại tụ tập môn đồ đánh đập lẫn nhau vì tranh giành gái đẹp, rồi bị đuổi ra khỏi trường,
đã vậy còn trốn sưu dịch, đó là nhiệm vụ của người trai trẻ. Dạ không phải vậy đâu, tại vì ông thầy đồ khó tánh quá. Thôi, đèn nhà ai nấy sáng, ta không đi sâu vào chuyện của nhà ngươi làm gì. Cơm nước gì chưa? Dạ một đồng cũng không có, lấy gì cơm nước? Ta vốn thương người có học, thấy ngươi lỡ dạy ta cũng thương, ta muốn giúp đỡ nhà ngươi, nhà ngươi có bằng lòng không? Dạ, đó là phúc đức của tôi, còn gì nữa mà chẳng bằng lòng. Đây, ta cho nhà ngươi sắp hàng quý giá này, đem về mai mặc cho ra vẻ là một thư sinh với người ta. Rồi đây ta còn cho ngươi nhiều tiền bạc nữa để ăn xài với bè bạn, được không? Ông là ai mà lại tự nhiên tử tế với tôi vậy? Ta là người chuyên bán gấm lụa đắt giá và báo vật cho Thượng Dương Hoàng Hậu. Thay nhà ngươi, ta lại thương, và ta muốn nhờ nhà ngươi giúp ta chút việc. Dạ ông cứ dạy. Nghe đây, nhân lúc vua đi kinh lý, hoàng quý quyền nhiếp chính trị gì, ta tìm người vào chôn cung di, gây chia rẽ với hoàng phi và hoàng hậu. Ai theo ta làm việc ấy sẽ được sang vào. Dạ, dạ thưa ngài, nếu bại lộ triều đình sẽ xử tử tôi. Mọi việc đã có Thượng Dương Hoàng Hậu che chở. Thật vậy hả ngài? Ngoài ra còn có tể tướng Tống Quốc Dương An Thạch can thiệp. Vâng, tôi bằng lòng. Ngươi bằng lòng à? Hãy theo ta. Phải chịu lạnh lùng gối chiếc chăn đơn. Hoàng hậu chẳng có con để nối ngôi trời, quyền gì lạnh lùng thôi, lòng đau như cắt từng thăm hoàng hậu à. Cho cháu ta vào. Hai đứa bay ở đây khi nào có lệnh mới được vào nghe. Dạ, cháu Tri Châu Dương Văn Bảo kính chúc cô vạn thọ an khương. Cháu ngồi. Dạ, nghe cô đau cháu vội vã từ Định Nguyên Châu về đây thăm viếng. Nói cô đau thì không đúng, mà nói không đau thì cũng không được. Cháu xem thần sắc cô có khác nhiều. Chỉ vì ỷ lang mà ra cả. Nhưng cô vẫn là hoàng hậu, có thẩm quyền quyết định ba cung sáu điện kia mà. Nhưng còn thua quyền nhiếp chính. Cô à, đó chỉ là tạm bợ thôi, khi hoàng thượng về thì không còn nữa. Nhưng cô rất căm giận. Hơi đâu mà giận cho hao gầy thần sắc. Cháu có đem về cho cô một mớ vàng bạc để cô mua hàng vải hay ngọc ngà đá quý xài cho nó sướng thân. Hai đứa bay đâu? Để lên trường kỷ đó rồi quỳ xuống đợi lệnh. Ôi, toàn là vàng khối và bạc cân,
đâu mà nhiều thế? Cô còn phải hỏi. Từ ngày cháu được cô tâu với hoàng thượng cho về trấn nhậm ở Định Nguyên Châu, nhà cửa thì cháu chiếm hữu, vàng bạc thì cháu tóm thâu, còn những món quý khác nó vào nhà cháu cũng như biển chảy như lá cây bay, cất giữ không kịp. Này cháu đem về đền ơn cho cô đấy à? Dạ. Còn nhiều nữa, nhiều nữa cô à. Thưa cô, cháu có việc này rất quan trọng, mong cô giúp đỡ. Hai tên này chỉ giả dạng quân hầu, thật ra là hai người tính cẩn nhất của cháu. Bọn chúng giỏi giang lao lách từ kinh đô cho đến biên ải xa xôi, nhiều tài mưu mẹo gạt lường, từng giúp cháu tóm thâu vàng bạc. Rồi đây chúng nó sẽ mang đến cho cô rất nhiều của quý nữa. Nhưng lúc này có hơi khó khăn vì bà Ý Lan. Con Ý Lan chứ không có bà. Dạ dạ, con Ý Lan. Con Ý Lan cho quân canh phòng rất chặt, nhờ cô che chở cho. Được, cháu cứ về. Dạ, đưa cô cháu về. Thầy quản đâu? Dạ. Đem cất những thứ này. Tâu hoàng hậu, kính mời hoàng hậu ngự thiện. Hôm nay nhà ngươi cho ta ăn những thứ gì đó? Tâu hoàng hậu, chỉ có uống chứ không có ăn. Trời ơi, ta đang đau, cần phải ăn mới có đủ sức khỏe cai quản cung viên. Nhà ngươi lại cho uống mà chẳng cho ăn. À, lúc nãy ta nghe nhà ngươi lĩnh cho trù phòng làm đến 5 con gà để làm gì? Dạ, quan thái y chẩn mạch cho hoàng hậu, người bảo với con rằng hoàng hậu đã âm thành dương suy, cho nên con phải tuân lệnh thái y báo trù phòng làm 5 con gà, rồi đem hầm với 5 con gia vị gọi là ngũ cốc kê đế trì. Mình những người âm thành dương suy bằng cách uống nước ngũ cốc kê đá hầm. Như vậy, vậy là ta chỉ uống cái nước, còn 5 con gà thịt xương đã nấu chín. Thịt xương của 5 con gà đã thành cái bà. Bá của con gà con không dám cho hoàng hậu ăn, sợ mang tội với bề trên. Kệ nó, nước hay bả gì cũng để cho ta ăn ta uống hết. Dạ còn con, ngươi con, thì làm vui cho ta ngay bây giờ. Bây giờ có vui ta mới ăn mới ngon. Dạ vậy thì để con nói chuyện vui cho hoàng hậu nghe. Nói đi. Dạ con học lớn được một bài hát. À, một bài hát như thế này nè. Hát đi. Dạ con sẽ hát đi. Dạ có ông này lấy được hai bà, ông yêu bà nhỏ cái bà già bà ghen. Còn thêm con sự đời có lắm chuyện phiền. Thế nên chết hả? Nín chưa? Thế nên dạ 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 con nín đây, con nín. Trời ơi, ta đang đau, đang buồn mà nhà ngươi cứ bị cái chuyện làm cho ta thêm bực bội. Hề mà vô duyên chẳng những không ai vui cười mà còn thêm căm ghét nữa kìa. Dạ hoàng hậu rầy như vậy tội nghiệp cho con. Hề là lúc nào kìa, phải tùy thời, tùy lúc, tùy cơn, hề mới làm cười nổi. Chứ còn tình cảnh của hoàng hậu bây giờ, đâu có ai làm hề nổi. Dù cho có đại hội danh hề đi nữa cũng không cười nổi. Chứ đừng nói chỉ một hề quản này. Bây giờ ta không cần nhà ngươi làm hề nữa, mà nhà ngươi hãy nhìn xem. Dạ. Nhìn xem ta có còn đẹp không. Ồ, trời ơi, hoàng hậu đẹp, đẹp lắm chứ. Dạ. Chẳng uổng công ta nuôi mì. Nè, ở đây ta đẹp hơn ai? Dạ nói hoàng hậu đi. Dạ hoàng hậu đẹp hơn ai? Hơn con nhiều. Nhà ngươi đùa với ta đó.
Dạ con đâu dám. Hoàng hậu bảo con coi ở đây hoàng hậu đẹp hơn ai. Ở đây đâu có ai, chỉ có một mình con và hoàng hậu. Thì rõ ràng hoàng hậu đẹp hơn con nhiều lắm. Thôi, ta hỏi, ta và Ỷ Lan ai đẹp hơn ai kìa? Đối với con thì hoàng hậu hơn, còn đối với hoàng phi Ỷ Lan thì sao? Thì hoàng hậu thua ai ai cũng đều ngó thấy. Hoàng phi đã trẻ đẹp mà lại có tài lân đức, vậy mà còn sinh ra được hai hoàng tử để có người kế vị ngôi vua nắm giữ sơn hà. Từ hoàng thượng đến thần dân, ai ai cũng yêu. Thần dân và hoàng thượng yêu kính hoàng phi Ỷ Lan không phải vì dốc độc mình ngà, mà còn nhiều lẽ khác nữa. Chắc hoàng hậu thừa biết thân con, do đó mà hoàng phi Ỷ Lan mới được phong quyền nhiếp chính. Cũng như hoàng thượng lúc ở ngoại thành đóng cung hoàng tử, sông kia học tập sửa tinh, tân tình ôn hòa sống gần dân chúng, tiếng đồn gần xa nên mới được truyền ngôn tiếng tân. Rồi sao nữa, nói cho ta nghe, nhưng ta cấm, cấm không được nói cái bài dè hay bài hát gì đó vừa rồi, làm cho ta ngắm. Nói đi. Dạ dạ để nói. Từ khi lĩnh ba được lên ngôi hoàng hậu thì tất cả cha mẹ chị em lớn hơn nhau họ hàng, người nào cũng được nhờ ân sủng, nào là quốc trưởng, quốc mẫu, quốc tổ, quốc cô, quốc tỷ, quốc muội, áo mão lòng tàn, họ gần họ xa đều có quyền có chức. Còn bà Ỷ Lan vào cung thì chỉ có một đứa em, mà đứa em đó con bà gì ghẻ mà thôi. Quanh năm suốt tháng hay dâu huy tầm kéo kén, quay tơ xe chỉ làm cho mỗi người được ấm no. Hoàng phi Ỷ Lan đẹp là đẹp ở chỗ đó, còn người ta chê hoàng hậu xấu là chỗ con dám nói ra mà chẳng ai dám thốt ra. Tại Ỷ Lan nó khôn ngoan, nó làm ra vẻ cố lấy lòng hoàng thượng và thần dân để được khen, nó làm cho ta phải nổi cơn ghen mà không làm sao bắt bẻ được, nên phải bệnh. Hề tôi là hoàng nên có còn ai hay mất ai cũng không cần thiết. Còn hoàng hậu mất hoàng thượng là nên qua chùa chùa Tây Thiên Trúc để tu. Còn như thế mới có thể hơn được hoàng phi Ỷ Lan, là người được vua yêu và thần dân mến kính tôn thờ. Có lúc ta cũng muốn đi tu, nhưng người ta khuyên ta nên tu tại gia. Y hoàng hậu mà tu tại gia, cứ mở mắt ra lại là thấy toàn là lụa nhung vàng ngọc làm chó con mắt, rồi lại nghe lời ra tiếng vào làm cho cục máu ghen nó cứ trồi lên rồi nó sụt xuống, làm sao hoàng hậu chịu cho nổi. Thôi, ta chẳng vào chùa mà cũng chẳng tu tại gia. Nhà ngươi ra ngoài cửa cung, thấy người nào gánh gấm lụa, tử tế hỏi chào rồi mời vào đây cho ta đó nha. Tâu dư. Này chú khách. À này chú Hề. Cha mẹ chú sang nước tôi ở làm khách trú, tôi gọi chú là khách trú. Chú đến nhà tôi phải gọi tôi là anh Hề, chứ sao lại gọi là chú Hề. Chú gọi không đúng danh không, tôi sẽ ngoảnh mặt xoay lưng à. Là chú thiệt hại đó biết không. Xin lỗi, tôi không biết mà. Xin lỗi chú Hề. Coi sao cũng lại là chú Hề, anh Hề. Tôi quên mà. Nè, Có chịu gọi không? Hả? Chịu, tôi chịu mà. Chịu phải không? Vậy thì thử nào. Này chú khách. À, chào anh Hề. Có kêu như vậy mới thấy Hề này không phải là hoàng chứ. Này chú khách, hoàng hậu tôi thích hàng ngoại quá, mặt thì ưa mặt lụa an đông cho nó mát thịt mát da, khoai gấm tứ xuyên ngũ lục sắc cho nó bớt già, chịu mang hài hán,
cho nó không tư yểu điệu. Nè, chú có biết làm sao không? Làm sao tôi biết nổi? Chỉ vì hoàng thượng chê bá già nên bá cứ mãi tính toán cắt da lóc thịt điểm trang cho nó bớt già. Nay nghe chú khách quái hàng sang báo tôi phải đón biết bao nhọc nhằn. Anh hề tốt bụng vô cùng, vậy anh hãy đưa tôi vào tận hoàng cung gặp hoàng hậu cho tôi nói chuyện ban hàng. Tôi đâu phải là người ăn cơm không và uống nước lá làm cho người ta có lợi còn mình lại trắng tay. Vậy anh hề muốn cái chi chi? Cái chi chi cũng được miễn sao thiên hạ họ chịu xài. Vậy tôi xin biếu anh hề một quan tiền nhé. Thôi đi, nói chơi với chú vậy chứ tôi không có lấy đâu. Anh hề đừng có ngại, tôi không đi tố cáo đâu. Từ biên giới đến đây trạm nào tôi cũng chi điều điều như vậy. Không phải một mình chú đâu, đừng sợ. Nhưng mà tôi nói tôi không lấy. Nè, chú cứ theo tôi vào gặp hoàng hậu. Tâu hoàng hậu. Dạ, có chú bán gấm tới à. Hề gặp chú ở đâu vậy? Dạ con vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay chú bán gấm à. Cho phép nhà người lui. Tâu dân. Kính chúc hoàng hậu vạn thọ an khang. Miễn lễ. Hôm nay chú khách mang đến cho ta những thứ hàng gì đó? Tâu hoàng hậu, lần này có gấm tứ xuyên, lụa hàng châu mỗi thứ, hoàng hậu dùng mấy năm cũng đủ. Những thứ ấy chú bán bao nhiêu? Từ lâu tôi đến đây bán hàng, có bao giờ thích mắt cho hoàng hậu đâu, miệng sao cho hoàng hậu hết đau. Chú khách lại biết ta đang bệnh à? Hạ thần biết xem tương lại có học tiên khoa, nghe giọng nói và nhìn thần sắc con người biết ngay người ấy có bệnh hay không. Biết cả những người sắp gần đất xa trời trăm lần như một không sai. À, chú khách, chú có biết xem chỉ tay không? Môn tâu lệnh bà, môn xem chỉ tay là nghề ruộng của hạ thần. Chỉ thoáng qua thôi là biết tiền vận hậu vận, còn nắm tay thì biết cả ngày sinh và ngày tử. Ta xin kêu chú khách bằng nhà thầy. Nào, nhà thầy xem giùm chỉ tay của ta, xem có gì thay đổi không? Dạ, thần chỉ e phần dưới mà nắm tay bề trên là điều thất lễ. Không sao, không sao, ta cho phép. Hoàng hậu hiện nay đang bị một người đàn bà vốn là một kẻ làm rẫy hay vô ám ảnh phải âu sầu. Những việc ấy nó đang hiện lên ở gương mặt của lệnh bà. Đúng rồi, đúng rồi. Nhà thầy nói tiếp đi. Có điều là rất nặng. Sao? Vận mạng của hoàng hậu đang bị bao trùm. Phải làm sao bây giờ đây nhà thầy? Hoàng hậu cho phép thần mới dám. Được, nhà thầy cứ nói. Tâu hoàng hậu, hoàng phủ của thiên triều phương Bắc, hoàng đế nào cũng là đàn ông, ông nào cũng thích gái tơ dê béo rượu nồng. Nên khi Triệu Phi Yến vào cung thì hoàng hậu chết. Đường Minh Hoàng đã từng dạo chơi nơi cung điện, lộ lộ mặt rồng cũng chỉ vì Dương Quý Phi mà cả nhà họ vợ phải bị tru di. Bài học vua chua của nước kẻ hạ thần nhàn thu không bôi xóa. Nhà thầy nói đúng không sai một điều nào cả. Nhà thầy có cách nào giúp đỡ cho ta không? Tâu lĩnh bà, Bắc quốc có kẻ hạ thần bùa phép quảng đại thần thông. Chỉ cần mấy đạo linh phù và một hình nhân bằng vàng 10 tuổi, một cánh cung dâu và bãi mũi tên, ếm trù là người đó sẽ chết ngay. Đó là nam còn nữ thì phải chính mũi mới linh phù. Linh phù phải viết bằng chữ vàng mài mực, hai với bạc nén vua thành mạc ghi rõ họ tên vào. Hình nhân bãi hoặc chính đạo linh phù chôn dưới gầm giường sẽ có kết quả ngay. Còn cách thứ hai, nếu như hoàng hậu muốn làm được như chuyện nước của kẻ hạ thần,
vào đời vua nhân tông nhà Tống có người đem mèo con đổi âu chúa nhưng phải có người bên trong. Những lời thầy chỉ bảo của nhà thầy ta đã nghĩ ra rồi, bên hoàng cung của con ỷ lan có đứa em mẹ ghé nó tiếng cung vào theo chị để ngài đến hầu hạ. Tên Thị Lộc nhí nhảnh tâm tình động cỡn gặp trai thì ổng ẻo liếc nhìn, nhưng chị nó rất khó nên phải chịu bó tay. Hoàng hậu cho trai kết thân với Thị Lộc, đầu tiên là dùng bạc tiền để mua chuộc, sau đó lần sáng tình yêu quyến rũ Thị Lộc làm nội ứng cho hoàng hậu thành công. Nhưng tìm đâu ra cho được một người con trai như nhà thầy nói để giúp ta, thần sẽ đem đến cho hoàng hậu liền một thương sinh tài giỏi lại rất đẹp trai. Hề Hoàng đâu? Đem cho ta 5 lượng bạc và 1 thoi vàng. Đây, chút lễ mọn xin gửi thầy. Đa tạ. Hề Hoàng, đưa nhà thầy ra cửa cung cho cẩn thận đó nha. Xin tiêu từ. Này chú khách bán hàng gấm kim nhà thầy, chú có biết lúc vào thì dễ, còn lúc ra thì khó không? Khó thì có lót đường. Đây 3 nén bạc gọi là đa thiểu, vì mình còn gặp nhau dài dài. Thôi, nhà thầy cứ cất đi, Hề Hoàng này có triều đình nuôi rồi. Chạy đó, nó chạy vô hướng hoàng cung của hoàng hậu đó. Hoàng hậu ơi, cứu con hoàng hậu ơi. Nhà ngươi. Dạ, con là người vừa mang vàng bạc của Tri Châu đem đến cho hoàng hậu vừa rồi đó. Ta nhớ rồi, ngươi hãy vào trốn trong chiếc ghế ngựa của ta kia kìa. Dạ. Đi đi. Hề Hoàng, Hề Hoàng. Dạ. Chuyện gì mà huyên náo bên ngoài vậy? Dạ, có 2 tên cờ gian bạc lận bị mật viện quân phát hiện. Chúng nó vừa chạy vào thành nội nên mật viện quân đã đang truy lùng. Người ra ngoài khép cửa cung lại. Tâu hoàng hậu, có thái sư phụ chính đại thần Lý Đạo Thành xin vào diện kiến. Cho vào. Dạ, thần hạ Lý Đạo Thành kính chúc hoàng hậu an khang quý thể. Mời Lý Hoàng Thúc ngồi. Kìa, Lý Hoàng Thúc chứ quá thủ lễ, làm cho hoàng hậu tôi ái ngại vô cùng. Dẫu sao chú cũng là bề trên trong hoàng tộc, lại nữa là phụ chính đại thần, hạ cố đến cung di thì phần thủ lễ phải là hoàng hậu tôi mới phải chứ. Tâu hoàng hậu, cung kính lễ nghi đó là bổn phận của bề tôi, dẫu rằng ở ngôi thúc bá, huống chi hoàng hậu đương quyền cai quản tam cung lục viện. Cảm ơn Lý Hoàng Thúc còn dành cho một hoàng hậu có danh mà chẳng có quyền. Tâu hoàng hậu, từ trong cung nội cho đến ngoại điện tiền, ai dám chẳng kiêng mà hoàng hậu bảo chẳng có quyền? Một mặt cớ là mật viện quân lùng bắt kẻ gian, thấy nó chạy vào đây đều phải dừng chân không dám xông vào xét bắt. Thì ra là vậy à. Mật viện quân trình báo với hạ thần rằng mấy lúc gần đây có nhiều tay cờ bạc tụ tập gian lận gạt gẫm dân lành. Mới vừa rồi một tên bị bắt, một tên chạy vào đây. Do đó mà hạ thần đến đây xin với hoàng hậu cho mật viện quân tìm bắt kẻ gian. Lý Hoàng Thúc. Tông hoàng, Lý Hoàng Thúc lại dựa vào quyền quy nhiếp chính đến đây định bôi lộ cung di của hoàng hậu à. Hoàng hậu tôi thật không ngờ, không ngờ Lý Hoàng Thúc mà còn như vậy thì đừng nói chi. Tâu hoàng hậu thần không dám thế. Ôi hỡi đất trời cao sâu thâm thẳm của tâu cho lòng.
ruột thịt thì lại bóc bỏ ra, còn người xa lạ thì lại đem vào. Ôi biết bao là điều nhục nhã, nhục nhã thay cho dòng dòng hoàng tộc ngọc điệp tiên nhi bao lại phải chịu cảnh cành gãy lá rơi, buồn thay cho số kiếp con. Cùng chung một dòng họ thống trị ngôi trời, mà lại đi tôn thờ đàn bà đẩy bay, ruồng bỏ hoàng hậu một lần lầm lỗi dầu một miếng nhỏ ở cung viên. Nay chỉ vì sự hiện diện của ý lan mà làm cho hoàng hậu tôi phải khóc thầm trong những đêm thâu lạnh lẽo. Câu hoàng hậu, hoàng hậu không nên quá lo quá nghĩ là cứ giảm đi ngôi vị của một mẫu. Làm sao, làm sao mà không lo nghĩ cho được? Hoàng hậu mà không được ở ngôi nhiếp chính tay hoàng thượng triều nghĩ nghĩ sự, chỉ quanh quẩn tiểu vũ ở cung chi, thì có xứng đáng gì nhắc chi cho thêm tuổi. Hoàng thượng trao cho hoàng phi ỷ lan quyền nhiếp chính, ấy chẳng qua vì đại sự của xã Tắc Sơn Hà. Hoàng thượng là người có tầm nhìn xa hiểu rộng, nên người đặt việc nước trước việc nhà. Hoàng phi ỷ lan dẫu trước kia là cô gái hay dâu chẳng tầm dày bay, quần vải áo bô một nắng hai sương, nhưng khi được chọn vào cung nội thì chuyên cần chăm học tận tình với mọi người cho được áo ấm cơm no. Hoàng thượng đăng quang cho hoàng phi quyền nhiếp chính, đó là đúng theo ý nguyện của trăm họ thần dân. Nhưng trăm họ thần dân đừng quên rằng còn có ta là hoàng hậu quyền quý sừng sững như trái núi chọc trời cao, còn ỷ lan là gò đất thấp hạ hèn không đáng kể. Hoàng hậu cũng đừng quên có câu: sơn bất tại cao hữu tiên tức danh, thủy bất tại thâm hữu long tức linh. Lý hoàng thúc muốn nói núi không cần cao có tiếng thì ắt có danh, nước không cần sâu có rồng là tự nhiên linh ứng. Xa hơn nữa tiên rồng đó là tài ba và đạo đức của con người vì nước vì dân. Có như thế thì không cần phân biệt bần cùng, hay là dưỡng giả đều được trăm họ suy tôn. Cảm ơn Lý Hoàng Thúc đã chỉ giáo cho tôi lầu vàng ngọc. Lý Hoàng Thúc cứ về, còn mật diễn quân hãy tìm giang phi nơi khác mà bắt, vì ở đây không có đạo tặc đê hèn. Tâu hoàng hậu, đã đến lúc hạ thần cần phải tâu thần. Quyền phủ chính đại thần phò nhiếp chính truy bắt kẻ gian, mật diễn quân cả quyết nó ở cung này. Phiền hoàng hậu cho kẻ hạ thần làm tròn bổn phận. Quyền hoàng hậu cai quản cung vi, ta cấm không ai được khám xét cung này. Quốc pháp cao hơn quyền hoàng hậu, Lý Đạo Thành mật diễn quân lục xét. Dạ bẩm thái sư, không có.
Lý Thái Sư quyền phủ chính nghĩ sao khi vô quan cho một bà quan hậu có đáng tội tử hay Âu hoàng hậu vu oan cho một bà hoàng hậu tội ấy đáng bêu đầu. Nhưng còn dưới thủng sàn nơi hoàng hậu ngự, mời hoàng hậu bước sang cho mật viện quân lục xét, rồi thần hạ sẽ chịu dâng đầu. Mật viện quân hành sự Tây Dương lĩnh mời hoàng hậu bước ra cho. Tâu hoàng hậu, tên này là ai? Là ai? Lý hoàng hậu. Mật viện quân mang về cấm ngục. Quể quải vậy? Thưa tài nhân, chị Phượng hôm nay gia sự không yên. Gia sự với chẳng tâm sự, đó là bệnh làm biếng của các cô cung nhân muôn đời bất trị. Ta lưu ý các người nên nhớ kỹ, ăn cơm và mặc áo của triều đình thì học hành và làm việc phải tận tình đâu cho ra đó, chứ không được làm cho lấy có để tán hưu tán dượng. Kìa các em, hoàng phi vạn thọ. Các em cứ tự nhiên. Tốt, tốt lắm. Dạ, hoàng phi đến mà chúng em không biết để thiếp linh, xin hoàng phi thứ lỗi. Không không, lỗi ở ta làm cho các em phải dừng tay thiêu dệt. Dạ, chúng em. Các em khéo tay lắm, đáng được ngợi khen. Hoàng phi lúc nào cũng dịu hiền như một người chị thân thương trong gia tộc. Ta khen các em nết na chăm chỉ, ham học ham làm cho đất nước phồn vinh. Thay đức hoàng thượng ghi nhớ công lao, thay triều đình ta ban lời tưởng lệ. Hoàng phi vạn vạn tuế. Các em, những lời chúc tụng như thế là để chúc tụng đức vua. Ta là người không xứng đáng lời ấy đâu. Mấy buổi sáng vừa qua, lâm triều nghị sự cùng các quan, sớ ở các dâu gửi về là
làm cho ta luôn những nặng nề. Có quyền châu ở biên thủy đang đói kém vì thiên tai, chẳng hay hoàng phi có cái gì à để cứu giúp cho dân tình. Ta đã tin với triều thần, lương nhu giàu có cần thân đến đâu cũng phải cấp thời đem trấn cấp cho dân. Đó là việc làm không trễ được, nhưng sao lòng ta vẫn thấy lo. Hoàng phi lo điều gì? Các em ơi, ta lo sắc ý của triều đình không đến được tay dân các châu các lộ, đã khổ lại càng khổ hơn vì bọn tham quan ô lại làm cho người dân ngắn cổ khó kêu trời. Người giữ nước lấy dân làm gốc, hoặc bà con trong thôn xóm đang đôi xét vì nạn thiên tai. Các em cứ nói rõ, ta sẽ lệnh cho triều đình dân cấp cho họ bước cạnh đói nghèo. Đâu Hoàng, mới đây có một vài nơi yên ổn, họ quyên góp giúp đỡ cho những nơi thiên tai dịch dạ. Bà con họ há lòng nói một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tâu Hoàng phi, một chén cháo một đôi cơm vừa, khi kiệt sức thì có khác nào cơn nắng hàng được mưa rào. Sẽ hồi sinh lại những cây khô sắp chết, cành cối xanh lá tươi màu. Sự chăm sóc của triều đình đến tận nơi thôn xóm đông dân làm cho mọi người phấn khởi. Trai thì sẵn sàng xuống vào quân ngũ trong xăm lăng mà không cần xã thôn kêu gọi. Gái thì tay thôi tay cười vượt mọi khó khăn tiếp sức với triều đình. Tâu Hoàng phi, đâu đâu cũng xưng tụng Hoàng phi, chẳng khác nào Phật Bà Quan Âm nhiều mắt nhiều tai, nghĩa trọng tình thâm nặng hơn trái núi sâu như biển cả và thâm thẳm mênh mông. Các em không nên nói những lời quá đáng ấy, làm cho ta càng thấy hổ thẹn với lương tâm. Ta thay đức vua cầm quyền nhiếp chính, nếu để cho dân đoán là ta có tội với trăm họ thần dân. Còn chữ nghìn mắt nghìn tai là chữ của bàn dân trăm họ, còn việc cứu đôi bước nghèo là bổn phận của ta. Không có những người tay lắm chân bùn nắng mưa dầu dài thì không có ta ở mùi cao áo gấm cung vàng. Cũng như các em tháng ngày cực nhọc núi tầm keo kem dệt nên gấm chốt lụa là làm cho non sông đất nước rực rỡ muôn thơ. Nhìn tay nhìn mắt chính là các em đây. Hoàng phi vạn thọ. Cảm tạ các em có lời chúc tụng. Như ta đã nói, những lời chúc tụng ta, các em nên dùng chúc tụng cho non sông, cầu mong cho dòng giống trường tồn,
để lo cho đất nước một ngày một thêm hưng phấn. Dạ, tâu hoàng phi có thái sư Lý Đạo Thành xin vào ý kiến. Các em mời vào. Dạ. Tâu hoàng phi, thần có chút việc muốn tâu trình. Kính mời thái sư ngồi trước cái đã. Đội ơn hoàng phi ban cho ân sủng, phận tôi đâu dám. Ở trong triều là nghĩa vua tôi, về nhà là tình gia tộc. Trong tộc hệ, quan thái sư là gốc, là hàng chúa của đức vua. Cháu phải giữ lễ nghi cho tròn đạo. Đa tạ hoàng phi. Mời chú. Chắc có việc gì khẩn cấp cho nên chú mới vội vã sang đây. Tâu hoàng phi, đúng như vậy. Hạ thần vừa được tin khẩn cấp của nhiều thôn xã rằng lúa của triều đình hoàng phi ra lệnh đem chẩn cấp cho dân từ lâu, vậy mà các quan châu huyện chẳng thi hành. Đến tri châu Dương Văn Bảo lộng quyền, hắn gọi hoàng hậu bằng cô mặt tình giữa bể, lợi dụng lệnh chẩn cấp của hoàng phi, hà làm đem ban cho con buôn để mà trục lợi. Nghe chú nói mà cháu thấp đau từng đoạn ruột. Căm giận thay cho bọn tham quan đã hưởng của triều đình bóng lòng, lại còn cướp sự sống của dân lành trong cơn đói lạnh. Phải liệu cách nào trừ gian diệt ác, chứ không thể để bọn ô lại bưng hiếp dân đen. Hãy đem niềm tin cho trăm họ được vững lòng, ngọn đua công lý cần soi rọi đến hang ổ bọn sâu dân. Đúng, nếu không còn đâu là luật pháp của triều đình. Giao muốn tự đi thẩm định một lần ở Định Nguyên Châu. Hoàng phi ơi, hoàng thượng đã đi kinh ly miền xa, hoàng phi lại đòi đi vào vùng nguy hiểm. Thần nghe sợ chống triều ca có điều tai biến, thì lấy ai đâu phân xử nghiêm minh thấu tình đạt lý công bình. Muốn bắt cho được thanh quan phải có người quy đức thông tuệ chân tình. Hoàng phi thì có thừa quy đức nhưng ở triều đình mà thiếu vắng hoàng phi, thần nghĩ là không nên. Tuy còn tán trở vũ quý Lý Thường Nghiên, bào đệ của Lý Thường Kiệt, nhưng hai người không có mặt ở triều ca. Một người thì trấn nhậm ở các lỗ các châu, còn một người thì theo hộ giá hoàng thượng đi kinh lý xa vời. Theo cháu nghĩ, cháu phải đến đó mới rõ thân. Cháu cần phải ra tay dẹp phường loạn thần, dỗ an bá tánh để khỏi phụ lòng tin của hoàng thượng. Tâu hoàng phi. Chú à, những thứ xấu là giống dịch dễ lan dễ nhiễm, không dẹp để lâu có hại cho nhiều người. Từ cái xấu nhỏ đi đến cái loạn lớn của giang sơn nhanh như chớp, cũng như vườn hoa mau đầy cỏ dài. Nếu người giữ vườn không cắt xới, hoa thơm sẽ heo khô. Cháu đã được hoàng thượng làm lễ đăng quang giữ quyền nhiếp chính, mà cứ ngồi một chỗ phán sai là hư việc lớn. Vì vậy cháu phải tự mình đi đến Định Nguyên Châu, cho ra lẽ ngay gian chứ không để cho người khác. Người tài thì không thiếu, mà chỉ sợ họ nể nam hoàng tộc thì cũng như không nên có tình lòng. Tâu hoàng phi, hạ thần có thể thay hoàng phi được không? Chú thì được rồi, nhưng tuổi hạc đã cao, đường xa dịu dợi, làm sao chịu nổi với gió sương dầu dãi. Dầu vậy, nhưng việc nước việc dân là trọng đại, việc ở triều cũng chẳng kém hơn. Cháu đã quyết định rồi,
chú cứ về dinh an nghỉ. Cháu lên đường ngay. Việc cháu vắng mặt, chú nên giữ kín. Xin tuân lệnh hoàng. Các em. Dạ. Nay ta có việc phải rời triều chính công cán ở xa. Cung nội ta ủy thác cho tài nhân Thụy Lộc, tầm tơ phải lo chăm sóc riêng cần như lúc ta ở nhà. Trễ nải về ta chẳng thứ tha, phải xếp đặt cho ra nề nếp nhé. Dạ. Các em cứ lui. Thì Lộc. Dạ. Em ở lại đây chỉ có mấy lời. Lúc nãy chị vừa đến nghe em có nhiều lời gắt gỏng với cung nhân. Theo chị thì điều đó không nên. Dạ tâu hoàng phi. Lộc em, đây là lời của chị nói với em, chứ không phải lời của nhiếp chính quyền. Ý mình đây có chức có quyền làm cho thiên hạ tan tiền. Lời chị dạy em nguyện khắc ghi, yên lòng chị chớ ngại nghi. Cũng vì mọi việc em nguyện giữ gìn để tiên tốt chị em mình. Rất mong yên lòng lúc ra đi. Dạ, em xin ghi nhớ lời của chị. Em gọi thị Trinh, thị Phượng ra đây cho chị nhé. Vâng. Thưa hoàng phi. Em Trinh, em Phượng, hai em thu xếp cùng chị đến Châu Định Nguyên, dẹp bọn tham quan ô lại cho yên lòng trăm họ. Dạ. Mèo chuột. Dạ. Hai đứa bay khiêng cái võng sao mà nó lắc lư nhồi lên nhồi xuống như thuyền đi sóng, làm sao ta ngủ được? Dạ bẩm quan, tại đường nó sâu quá nên đi nó phải lắc lư vậy, chứ đâu phải tại tụi con. Đường xấu sao không chịu sửa? Hôm đó lệnh của hoàng phi bảo quan sức tiền sửa chữa, nhưng quan lấy tiền đó đem nộp cho hoàng hậu, vừa lấy đâu mà sửa chữa. Thì mày cứ nói là sửa rồi, nhưng thực tế thì đâu có sửa. Vậy mà phải dẫm quan đi trên cái đường lồi lõm vậy, đau chân gần chết rồi. Mà quan nó thì nặng, nó phải lắc lư. Tao như vậy mà tụi bay nói nặng nè. Quan thì không có nặng bao nhiêu, chỉ nặng có cái bụng thôi. Tại trời xanh cái bụng của tao nó bự như vậy, đặng tao đựng đồ ăn. Bẩm quan, cái đồ. Đồ ăn chứ không phải cái đồ. Dạ bẩm quan, cái thằng mèo này nó định nói cái đồ ăn, nhưng nó chưa nói tới chữ ăn thì quan nó chặn lời chặn họng nó rồi. Dạ, dạ thằng chuột nó nói đúng là quan. Ai bảo mày nói cái đồ rồi mày dừng lại đó mà không nói liền cái đồ ăn. Nhưng mà nhớ, đừng bao giờ nói cái đồ ăn mà. Nhưng quan lấy tiền đó đem nộp cho hoàng hậu, vừa lấy đâu mà sửa chữa. Thì mày cứ nói là sửa rồi, nhưng thực tế thì đâu có sửa. Vậy mà phải dẫm quan đi trên cái đường lồi lõm vậy, đau chân gần chết rồi. Mà quan nó thì nặng, nó phải lắc lư. Tao như vậy mà tụi bay nói nặng nè. Quan thì không có nặng bao nhiêu, chỉ nặng có cái bụng thôi. Tại trời xanh cái bụng của tao nó bự như vậy, đặng tao đựng đồ ăn. Bẩm quan, cái đồ. Đồ ăn chứ không phải cái đồ. Dạ bẩm quan, cái thằng mèo này nó định nói cái đồ ăn, nhưng nó chưa nói tới chữ ăn thì quan nó chặn lời chặn họng nó rồi. Dạ, dạ thằng chuột nó nói đúng là quan. Ai bảo mày nói cái đồ rồi mày dừng lại đó mà không nói liền cái đồ ăn. Nhưng mà nhớ,
đừng bao giờ nói cái đồ ăn mà chỉ nói đồ ăn thôi. Dạ nhớ, dạ nhớ. Cái bụng của quan chỉ để đựng đồ ăn dùm cho thiên hạ mời, vì họ không có cái kho để chứa. Khiêm đi, đừng nói tào lao nữa. Dạ. Tao yếu quá mà. Tới rồi. Vậy là buồn ngủ. Thằng mèo. Dạ. Khiêng tao lên đặng tao nằm cái coi. Dạ. Thằng chuột. Dạ chuột đây. Tha cái võng đem cất đi rồi ra đây. Dạ tha liền. Hai đứa đấm bóp cho tao ngủ một chút cho đỡ mệt coi. Một thằng thì quạt, một thằng thì đấm bóp. Trời trời, mày quạt vậy làm sao mát quan tri châu được. Chỉ chứ quạt làm sao nữa. Thôi mày đấm bóp đi, để tao quạt cho. Cái thứ mà quạt với đấm bóp cho người ta ngủ á, cái thứ nào cũng là tôi mọi hết á, chứ có giá trị gì đâu mà mày dành với vật mèo ơi. Trời ơi, mày không biết cái gì hết trơn. Cái nào cũng phải kiêng và không kiêng cho mày. Đây nè, mày coi cái quạt chiên của tao nè. Ừ. Đó, thấy không, nè quạt nè đó. Trời ơi, cái quạt của mày quạt không đủ mát cái lỗ mũi của tao mà quạt cái nỗi gì. Dạ, dạ coi vậy chứ mà nó hiệu quả lắm nghe quan. Nó quạt nhỏ nhỏ, quạt nhẹ nhẹ, rồi nó mới đi từ từ vô lỗ mũi. Nó đi vào tim, vào phổi, êm êm một hồi đó nghe quan ngủ ngon lắm. Còn cái quạt bự này, quạt mạnh nó chỉ mát ở bên ngoài da, ngoài thịt rồi nó hết liền à. Nó không có thấm thía. Đây nè, con... Ê, rồi. Ông ngủ rồi chuột ơi. Ê, mày ra đây tao nói cái này cho mày nghe nha. Nói gì? Ê, tao không hiểu làm sao. Quan thì họ kêu bằng ông, còn giặc thì họ gọi bằng thằng. Còn cái ông quan nhà mình, cái mày, sao tao nghe họ gọi em bằng thằng luôn mày. Đứa nào dám gọi tao bằng thằng? Ê, dạ, không phải con. Dạ, bẩm quan, hồi tụi con khiêng võng cho quan đi dự tiệc về đó, dọc đường á tụi con nghe người ta hát vậy đó. Hát sao? Dạ, họ hát ê chuột ơi. Gì? Cái hơi tao không được chính, mày hát giùm tao coi. Ừ. Cái hơi tao bữa nay hơi yếu, mày biểu tao ngâm cho quan nghe hả? Thôi kệ, ráng chơi luôn. Dạ, ngâm gì nè ngang quan. Con ơi hãy nhớ câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Tụi bay chết rồi nha. Người ta nói chứ đâu phải tụi con. Nhưng mà tụi bay chết vì cái tội nói đi nói lại. Dạ bẩm quan. Dạ còn những cái gì có lợi cho quan à, tụi con có nên nói cho quan nghe không? Có lợi hả? Dạ. Nói đi. Dạ. Tiền của dân đóng góp để sửa chữa đường, quan tri châu đem xài riêng mà đường xá không sửa chữa. Đó là quyền của tao. Nhưng lại là của dân, dân đóng góp là của công chứ. Không có công ngay gì hết. Nhưng từ khi bà Ỷ Lan cầm quyền nhiếp chính, ai mà đụng chạm đến của công của dân á, thì bà thẳng tay trừng trị. Quan nên coi chừng nghe quan. Dân chúng họ đồn rùm khắp nơi châu huyện á. Cái thứ đàn bà không cao hơn ngọn cỏ đó có gì mà phải coi chừng. Coi thì có, chừng thì không. Dạ bẩm quan, lời đồn của dân chúng xin quan chớ xem thường, vì nó xuất phát từ những bất công, mà họ là những người ngăn cầu. Nay có bà Diệp Chinh Ý Lan cương quyết diệt trừ tham quan ô lại, rực rỡ như ánh hào quang chói rạng cứu khổ dân lành. Tiếng vang khen ngợi khắp thôn lân cả những thị thành, họ bảo rằng
khi đức vua đi kinh lý ở biên cương, ở nhà bà Di Hành tướng trợ cho mọi người bị hạn hán thiên tai. Lúa trong kho bà mở ra chẳng phát, đói bà cho no, lạnh bà cho ấm. Dạ bà còn nói cái bọn sâu dân ngọt nước còn tệ hại hơn cái tôm cướp con đò. Dạ bẩm quan Kỳ Châu, có mấy cô mua lúa đến. Lui. Dạ. Dạ bẩm quan, những cô lái buôn tới đây hôm qua lận, mà quan bận đi ăn tiệc rồi tụi con hẹn hôm nay họ đến. Vậy hả? Dạ. Có đẹp bằng mấy cô hôm trước không ạ? Dạ đẹp hơn nhiều, nhất là một chủ của nghe quan. Còn hai cô đi theo cũng chẳng kém bao nhiêu. Cô chủ phần tao, còn hai cô kia thì... Dạ phần tụi con. Để tao coi lại. Dạ quan mà coi lại chắc hai thằng tôi ở không luôn quá. Dạ chắc vậy quá. Hôm trước cô chủ thì béo tròn, hai cô đi theo cũng thon thon, quan chiếu cố hết. Sáng hôm sau quan phan đau cái lưng, nhức cái đầu gối và mỏi muốn rụng cái quai hàm. Lần này tao coi lại rồi tao chiếu cố cho tụi bay. Nhưng mà tụi bay nên nhớ, chiếu ai nấy ngồi, bài ai nấy mắt. Hai đứa tụi bay cho họ vào đây. Dạ. Dạ, chúng em kính chào quan lớn à. Chào ba em. Em hai, em ba, em tư. Nè, quan lớn là lớn với ai kìa, còn với ba em thì anh còn nhỏ hiếu à. Mua bán lần này ta còn nhiều lần khác nữa chứ. Dạ, dạ đội ơn quan lớn chiếu cố. Nè, quan lớn đây là quan lớn thật, nhưng rất ghét ai kêu quan lớn lắm nha. Các cô cứ gọi bằng anh cho nó ra vẻ thân thiện hơn. Tụi qua đây cũng vậy nữa, đã là gần gần quan lớn rồi nhưng mà rất ghét ai gọi là quan lớn dữ lắm. Dạ, vậy thì hai chị em tôi phải kêu bằng quan gì ạ? À? Thì hai em cứ kêu là quan vừa vừa được rồi. Dạ, chúng em xin ra mắt hai quan vừa vừa. Giọng nói nghe tí dễ thương làm sao đâu. Hai ông quan vừa vừa đó, vừa vừa một chút, còn có quan anh đây. Ba em trẻ đẹp như vậy mà phải đi mua bán nắng mưa cực nhọc tội nghiệp quá. Dạ, dạ bẩm quan, dạ nhà nghèo, cha mẹ già, anh chị em lại đông và dạ lại chưa có chồng, cho nên chúng em phải chịu cực nhọc á mà. Chưa chồng? Ba em chưa người nào có chồng hết à? Dạ chúng em. Quê các con treo cao giá ngọc, ngoài sân tội nghiệp dữ không? Dạ, chúng em quá sợ. Có ai được như câu thơ cổ: sông Yến phục sông Yến, sông Phi Linh nhân tiện, ngọc lâu châu cát bất độc thê, kim sông Tú Hộ trường tương kiến. Ê ê, mấy cổ nói gì vậy chủ? Mấy cổ nói nho nhắn á. Gì nho nhắn? Nho nhắn là nhăn nhó á. Ôi trời, mấy cổ nói chữ nho tụi mình không hiểu được nên mình nhăn nhó. Trời. Hai đứa bay nghe ta giải nè. Mấy cổ sợ cái bọn đàn ông của mình không được như là nhỡn nhơ cặp én bài đôi, bài đôi quấn quýt cho người mến yêu. Phải vậy không các em? Dạ. Lâu vàng gác ngọc sông thiêu, khi mai chấp cánh khi chiều sông dài. Với Tri Châu này thì nhất định như yến liền cánh,
chiều sáng xong rồi, mấy em đừng ngại. Dạ, chúng em cảm ơn quan. Bây giờ ta hãy trở lại chuyện mua bán lúa. Chẳng hai các em định mua bao nhiêu lúa? Dạ, dạ bẩm quan, dạ có bao nhiêu chúng em mua bấy nhiêu. Hả? Mua hết lúa trong kho? Dạ, dạ mua hết. Các em định giá cả là bao nhiêu? Dạ, quan nói bấy nhiêu chúng em mua bấy nhiêu hả? Nè, bằng 3 lần giá cả của dân chúng bên ngoài được không? Dạ, dạ được chứ. Các em mua làm gì mà giá cả cao như vậy? Dạ, chúng em dùng vào việc làm phước vậy mà. Để được cùng có phước với các em, anh bằng lòng bán hết lúa trong kho giá bằng 2 lần của giá dân chúng bên ngoài thôi, cũng để mở phước chung với mấy em sau này. Lệnh của triều đình bảo mở cửa kho lúa chẩn cấp cho dân. Quan là phụ mẫu chi dân, quan lấy lúa của triều đình đem bán lấy tiền bỏ túi riêng, quan không sợ à? Sợ cái gì? Triều đình thì ở kinh đô xa, thiệt là xa. Ở đây chỉ có một mình anh, là quan muốn làm gì cũng được. Vì ở nơi ở đây là vùng hẻo lánh xa xôi. Các em đến đây thì hãy nghe theo quan mà làm việc. Hà tất phải lo xa, mất đi cái đẹp của một đóa hoa. Chúng em quê mùa mua bán vừa sợ vừa lo. Dạ, dạ sợ có chuyện không lành á, dạ mất vốn mà còn bị giam. Mọi nơi đều có tai mắt của triều đình nên chúng em rất sợ. Dạ, qua bán thì chúng em mua, lỡ ra thì tất cả cùng thua. Nói thật ở triều ta chỉ sợ có một mình vua. Nhưng vua đã đi kinh lý xa rồi mà ta là cháu gọi hoàng hậu bằng cô. Dạ, con nhiếp chính hoàng phi Ý Lan đã làm lễ đăng cầm quyền ở triều xử phân mọi chuyện. Ý Lan dẫu có tài cho thế mấy cũng chỉ là đàn bà mà thôi. Một nách hai con có gì mà ta phải đáng sợ? Đứa nào dám còn hốt với Ý Lan thì cô của ta là hoàng hậu. Hò lên một tiếng nhỏ thôi thì lập tức cục đầu rơi. Quan không sợ Ý Lan hay triều đình, đó là quyền của quan. Còn quan không sợ dân họ đói, họ nổi giận, họ tập hợp lại, họ đập phá dinh của quan hay sao? Ta sẽ thẳng tay trừng trị. Vì trong tay ta có quyền, có vũ khí, có quân gia. Đó là ở Định Nguyên Châu này. Còn những nơi khác thì kẻ thay họ. Ý Lan chỉ quanh quẩn nơi triều nội với 2 con thơ. Các quan khác đến đây chỉ mấy lượng vàng là êm chuyện. Đã quá rõ ràng. Đúng, đã quá rõ ràng. Các em đã rõ quy quyền của anh rồi chứ? Mèo chuột. Dạ. Yeah. Đồng lúa. Quan sĩ. Dạ. Yeah. Đứng tốt chân khỏi võ, lệnh cho tất cả phải đứng nghiêm. Hoàng phi nhiếp chính giá Lâm Châu Định Nguyên. Tri Châu, hãy quỳ xuống nghe chiếu chỉ. Trời, à, trời, mấy ông này hồi nãy là phu vắt lúa mà. Em nhớ là phu vắt lúa mà sao kỳ vậy? Đúng, họ là mật viện quân của triều đình. Trời ơi, trời. Dương Văn Bảo. Mồ Phật, hoàng phi nhiếp chính ngự giá di hành. Chúng tôi tai phàm mắt tục chẳng tin, xin thứ tha cho tội lỗi. Dương Văn Bảo. Mô Phật. Nhà ngươi có biết thà làm lúa chẩn phát cho dân là tội đáng chết hay không? Mô Phật biết. Còn 2 tên kia là 2 tên không nghề nghiệp trong châu theo hầu quan. Dạ, dạ, theo tôi để sai vặt. Một thằng tên mèo, một thằng tên chuột.
Dương Văn Bảo. Mô Phật. Nhà ngươi áo rộng mão cao, vừa là thần tử vừa là thâm tình gia tộc, vậy mà nhà ngươi lại ác độc, nỡ ăn cắp của công đem bán cho bọn con, buôn mặt tình cho dân chúng làm than. Thay quyền chúa thượng ta lộ hết tướng quyền, tịch biên gia sản để triều đình cấp phát cho dân khắp cả thôn lân. Còn hai tên này hãy nghe ta ban lệnh lột áo máu triều đình của tên Tri Châu Dương Văn Bảo cho dẫn về kinh chờ ta định tội phân minh. Hai người cũng tự trói mình lại theo quân sĩ về ngục, nói rằng ta hai hoàng thượng hạ lệnh tống giam, đợi khi nào cải hối ăn năn ta cho về sum họp gia đình con vợ lo việc làm ăn. Dạ chúng con tuân lệnh. Quan cho con trói lại. Dạ chúng con đã làm tròn phận sự. Dạ chúng con là hạng tép riêu, xin bà khoan hồng và thả bổng. Không nghề nghiệp lại tiếp tay Hà Lạm của công, chánh phạm cũng như tòng phạm đều có tội. Nếu không tự trói trinh phạm. Dạ để chúng con tự trói. Mày trói tao đi, tao trói mày ra. Đây là vùng Cư Liêm thuộc Trấn Đông, từ đây về kinh đô còn chừng 100 dặm nữa. Ta di hành thị sát, thử xem cuộc sống dân chúng và mùa màng rẫy bái ra sao. Vũ quý, có gặp ai thì cứ gọi ta là quan trưởng thôi nha. Muôn tâu hoàng thượng, thần xin ghi nhớ. Nữa khanh lại gọi ta là hoàng thượng rồi. Khi nào có người, thần mới gọi hoàng thượng là quan trưởng chứ. Cũng được, còn khanh là lính hầu đi cùng quan trưởng nha. Dân thần ghi nhớ. Chị em ơi, mau gánh lúa về cho sớm rồi ra đình xem hát. Hôm nay bà nhiếp chính nỉ làng đưa phường hát về làng mình, múa hát cho dân làng mình xem để mừng trúng mùa đó. Ta đi kinh lý lâu ngày, có tin ở Bắc Hà Hạng Lục, làng xóm thì xác xơ, đi đường không nghe tiếng gà gái chó sủa. Vậy mà đến đây ta lại thấy hai bên bờ sông đồng lúa phì nhiêu trù phú. Nghĩa thần, là sao? Thần cũng lấy làm lạ đấm đó hoàng thượng. Ông quan trưởng cánh lúa xanh, chân trời màu xanh thơm thơm lúa mùa thơm ngát vàng thơm ngát. Đồng lấy nay đối nay hết rồi, ta cùng ra sức chăm lo hai mùa lúa chín. Người người đất quá. Dự quyết khanh lễ độ, mời họ đến đây cho ta hỏi việc. Khanh nên nhớ ta là quan trưởng, còn khanh là lính hầu nha. Tâu dân. Dạ kính thưa quan trưởng, dạ xin thay mặt dân làng, dạ kính chào quan trưởng. Dạ kính chào lão bà và bà con. Dạ quan trưởng gọi chúng tôi đến đây có việc chi dạy bảo không ạ? Không, chúng tôi mời chứ không dám gọi. Quan trưởng dạy quá lời. Dạ thưa lão bà, nghe nói ở đây mất mùa vì hạn lụt, vậy mà tôi thấy bà con gánh lúa tấp nập đông vui,
thực hư chưa biết, cho nên chúng tôi mời bà con đến đây cho biết vậy mà. Dạ, quan trưởng từ đâu đến? Dạ, tôi đi theo vua, đi kinh lý, rồi lén ghé qua đây. Đi kinh lý thì phải biết chứ. Nhà đi kinh lý mà cứ ở nhà vàng cửa ngọc, tiệc tùng hỷ hạ vui sai, rồi nghe quan lại địa phương nói sao hay vậy, chứ có biết là gì cái chuyện ở bên ngoài dân chúng ở đâu. Các người hãy cấm ngôn. Hãy để cho họ nói. Muốn biết thì chúng tôi nói. Có nói thì cũng phải. Hãy để cho bà con họ nói mà. Bảo nào người ta đã chẳng bảo. Dạ, họ bảo sao ạ? Họ bảo chỉ dụ của vua thì một đường, các quan ở địa phương thì là một ngã, nhưng cũng còn thua mấy công lính ở địa phương nữa. Dạ thưa lão bà, xin lão bà hãy nói rõ cho tôi biết. Thì đó, quan trưởng thì bảo nói, còn ông lính này thì không cho nói. Dạ, tôi thành thật xin lỗi, bà con cứ việc nói. Tôi là một cung nhân, được hoàng phi ỷ lan cho xuất cung về quê lấy chồng làm ăn. Quan lại ở địa phương, họ làm khó làm dễ đủ điều. Hết lên châu rồi xuống huyện, hết qua xã rồi lại về thôn. Đâu đâu họ cũng nói, nhập môn phải có lễ nghĩa mới mau được việc. Lại có việc đó nữa à? Dạ tại vì vua ở xa nên không biết, không thấy tận mắt, không nghe tận tai. Lời của triều đình thì họ gác bỏ ra ngoài, nhân nghĩa thì đi sao vàng bạc, nếu không thì đừng hòng xin xỏ. Vậy sao bà con không cáo giác về triều cho vua biết chứ? Chúng tôi đâu có dám. Sao vậy? Họ có để yên cho chúng tôi đâu mà cáo với giác. Lại có chuyện đó nữa à? Bẩm quan trưởng, không phải chúng tôi là người theo dệt chuyện không mà nói con. Vì chúng tôi là người dân ở xa, đền ngự bé miệng nên khó kêu trời. Quan trưởng gần bên hoàng nghị thương trình tấu là dân cài sấu cuốc bầm, chỉ muốn ruộng lúa được mùa áo ấm con no. Chúng tôi cũng muốn sao tất cả đều được như bà ỷ lan nhiếp dinh, là đàn bà mà giỏi giang việc nước việc nhà, được thần dân quý trọng mến thương. Sao nhiếp chính ỷ lan à? Dân, đúng là người đàn bà gương mẫu. Vậy còn hoàng hậu thượng dương? Dạ cũng chỉ tầm thường. Thua xa nhiếp chính ỷ lan. Quan trưởng đi theo vua kinh lý đến đây, có thấy điều gì khác lạ không? Có chứ. Cho nên tôi mới mời bà con đến đây để hỏi những lời lẽ khi nãy. Dạ nơi đây có nhiều điều đổi thay mới lạ, làm cho dân chúng trong vùng hỷ hạ vui tươi đó. Nếu không có bà nhiếp chính ỷ lan thẳng tay trừng trị bọn tham quan thì ở đây đâu có được như vậy. Nếu ở đâu cũng đều được như ở đây là điều đáng mừng đó. Có như vậy mới thấy đức vua thùa đức bà. Ở chỗ nào? Ở chỗ người ta nói chẳng sai hoa dân tình có bị thiên tai, dân võ triều thần tất cả ai ai cũng đều cho là tiên số, chỉ có bà nhiếp chính ỷ lan tiền đem lúa chẳng cấp cho dân. Và biết chắc có tham quan Hà Lam, lúa chẳng cấp cho dân bị thiên tai, bà đến bắt ngay tại trận, tên Tê Châu Dương dân bao diệt trợ giặc đói không còn. Nhờ lão bà cho tôi biết rõ ngọn ngành việc giặc đói bằng cách nào, đó là điều cần thiết tôi rất muốn nghe. Trước tiên bà ra lệnh cho ai cầm cuốc cầm cày, gồng lúa giống thiếu bạc tiền, bà giúp cho có đủ để khai phá đất hoàng. Bà còn nói nếu không muốn còn nghèo đói thì phải khai phá ruộng đất bỏ hoang chưa có người cày cấy. Nhờ
vậy mà có nhiều nơi đông dân cư trù phú. Ngày mùa vui vẻ trẻ già tấp nập lên nương xuống bay ra đồng. Chỉ dù ban ra trên dưới một già một lòng, cấy lúa trồng dâu nuôi tầm dệt lụa, người người hớn hở áo ăn cơm no. Vua đi kinh lý giàu vẫn nhiều việc, nhưng không lưu ý việc điều là điều thiếu sót. Vậy quan trường theo vua nên nhắc nhở đừng để vua ông lại thua vua bà. Trước mặt đức vua, các người muốn nói phải lựa lời, không thì mang tội khi quân đó. Kìa, quan tán trợ vụ quý Lý Thường Hiến đã làm lộ mật sự của ta rồi. Hả? Đức vua, quỳ xuống con, quỳ xuống. Chúng dân đáng tội chết. Các người không có tội gì cả, đã vậy còn dám nói lên sự thật, tất cả hãy đứng lên đi. Dám giảng tuy. Tổ tiên của trẫm có phước nên khiến cho trẫm có được một hoàng phi hiền hậu, việc nước giỏi đảm đang. Trẫm sợ cho hoàng phi là người đàn bà, sớm được giao trong nom việc nước cô hoàng thành quốc nhu. Phía bắc thì giặc tống luôn luôn dòm ngó, nên ta phải len cất quân về phòng để cứu nguy. Bất ngờ hoàng phi lại làm được nhiều việc lớn, còn trẫm mạng danh là thiên tử, trẫm phải làm gì? Người cầm đầu đất nước phải tiến lên phía trước để bảo vệ sơn hà xã tắc, nhiệm vụ hoằng nặng đôi vai. Ta phải quay thuyền trở lại kinh lý khắp cùng châu huyện biên cương. Thị Lộc. Dạ. Con cứ ngồi. Dạ, xin hãy để con đứng hầu hoàng hậu. Con cứ ngồi, ta không phải như hoàng phi ỷ lan đâu, con đừng sợ. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi rồi nghe ta hỏi. Con có biết con yêu gã thư sinh vừa rồi mà ta bắt gặp đó là ai không? Dạ. Dạ, dạ con không biết ạ. Nó là cháu của ta, một thư sinh đang hồi nghiên bút. Dạ, hoàng hậu, hoàng hậu nói con mới biết. Con có biết con yêu như vậy là phạm luật cấm cung không? Dạ. Biết không? Dạ, dạ, dạ con biết. Nhưng hoàng hậu ơi, tình yêu đã trói buộc tim con, không thể nào thoát được. Làm sao lý giải được tâm tư cho tình nghĩa vuông tròn. Khi bước vào yêu là con chấp nhận giang ngày buông. Con cũng chỉ là cô gái tầm thường như bao cô gái khác. Biết yêu như vậy là có tội mà con cứ vẫn yêu. Đã yêu thư sinh cháu của hoàng hậu đương triều, tội lỗi này càng thêm chồng chất. Biết mình phải cố về hương nồng vì mật, nhắm mắt đưa chân theo lượng sống tình. Tình yêu đầu đời mong được chắp cánh lên ngay, quyết dương tới mặc cho rủi mai phần số. Hoàng hậu trời thương xót tứ ta. Thị Lộc, nếu hoàng phi ỷ lan biết việc làm của con như vậy, có để cho con yên không? Dạ. Chắc chắn là không. Nhưng với ta thì có khác. Như ta đã nói, ta không phải như ỷ lan đâu.
giả vờ đạo đức. Công nhân thì cho xuất cung về lấy chồng làm ăn, còn cho tiền cho bạc. Ngược lại con là em thì lại bắt làm lụng vất vả. Nào là trồng dâu nuôi tầm, kéo tơ dệt lụa, khắc khổ đủ điều. Đã vậy còn không cho xuất cung lo bề gia thất nữa chứ. Dạ, con cũng không biết tại sao chị của con lại xử tệ với con như vậy. Vì vì con không phải là em ruột, do đó mà ta thương con. Hoàng hậu, con đội ơn hoàng hậu. Coi kìa, việc đã lỡ rồi, ta cũng phải có bổn phận với cháu ta nữa chứ. Đây, con hãy cầm lấy số vàng này về mua sắm những gì cần thiết cho ngày hôn lễ. Dạ. Dạ. Cung kính bất như phụng mạng. Tội nghiệp, cũng là một tài nhân có chức có quyền trong cung nội mà chẳng có một thứ gì cho đáng giá. Con đội ơn hoàng hậu. Con cứ về, về mà lo thay đổi xiêm y, rồi ta cho con và cháu ta gặp nhau. Nhớ, đừng cho hoàng phi biết việc này nhé. Dạ, con xin ghi nhớ. Dạ tâu hoàng hậu. Dạ, có nhà thầy bán gấm tới à. Mời vào. Dạ thật, kính mừng hoàng hậu. Ta đang bối rối, nhà thầy lại đến thật là may. Hạ thần đã biết. Nhà thầy biết, mà biết chuyện gì? Chuyện Ý Lan còn thì hoàng hậu phải mất, mất hết chức quyền, còn phải mang tai tiếng. Bằng cớ là Tri Châu Dương Văn Bảo đã bị giam chờ ngày phân xử. Nhiều tiếng ép từ ngoại thành đến nội cung, hoàng hậu sẽ bị ghét bỏ, còn Ý Lan thì lại bị thương. Nhà thầy đã bảo dùng bùa phép ếm Ý Lan, nhưng sao nó vẫn bình an vô sự. Thiếu hình tượng bậc nhà, có hiêu mão của Lâm, ngực gắn dòng chữ Ngọc Lý Thanh Tông. Hóa ra tôi lại giết chồng à. Một trăm ngày, nhưng khi chưa đủ trăm ngày, ta đã phát hiện đổ tội chỉ Lan trù ếm đức vua. Nhưng phải có người làm tay trong, đem hình tượng để chôn giấu với gặp Long Sàng hoàng thượng. Xong rồi ta cắt lưỡi của người đó. Đó là cái sát nhân diệt khẩu. À. Thị Lộc sẽ giúp ta làm việc đó, vì nó đã thầm lén với tên thư sinh mà nhà thầy đã giới thiệu giúp ta. Tâu hoàng hậu, đây, tôi đã làm xong hình tượng bằng vàng để giúp cho hoàng hậu. Giống đức vua quá. Đây, ta đưa cho nhà thầy 100 lượng vàng gọi là trao đổi. Xin kêu từ hoàng. Con trao đổi những gì cần mua sắm trước ngày hôn lễ. Tài nhân. Thư sinh. Tài nhân của anh hôm nay đẹp lộng lẫy. Giá như em được ở bên cung hoàng hậu này thì còn đẹp hơn nữa. Tại sao vậy thư sinh? Vì không phải làm lụng cực nhọc, chỉ ở không mà lo trang điểm. Thật em không ngờ, em vô phước có một người chị làm đến nhiếp chính, mà việc gì cũng bắt em làm cực nhọc. Đã như vậy rồi, còn phải hỏi qua ý kiến chung của các nàng cung nữ ở dưới tay. Đời của một tài nhân như em mà phải sống như một người dân xa xứ, ăn uống nói năng mọi việc phải gìn giữ em.
nhị làng nhiệt chính. Tuy khác mẹ nhưng cũng cùng một gia. Nhìn mưa rơi mà trách bay trời cao, có hạt rơi vào chiếc ngọc sáng như sao, có hạt lại rơi ngoài bãi cát, em tuy cũng được vào cùng cát. Hoàng hậu thượng dương đã giúp ngầm chúng ta nên duyên chỉ thăm, mang ơn thì phải trả ơn cho tròn câu ơn nghĩa, mà em là người được tự do cùng cắm ra vào. Bạc vàng đã có tình duyên thượng dương hoàng hậu, cũng có nghĩa là giúp cho chúng mình vĩnh viễn sống chung. Nếu không thì chúng ta không mong gì sớm hợp như cánh chim trời lẻ bạn kêu sương. Cành hồng hương sương khô nét đượm, du sơn vàng vết đoạn đoạn sợi tơ hồng. Em có hứa với hoàng hậu, hoàng hậu cần gì thì em sẽ làm ngay hả? Em đem hình tượng này chôn giấu dưới gầm long sàng trong cung Quỷ Lang. Khi bắt gặp em nói lệnh Quỷ Lang. Đây, đây là hình tượng của đức vua Lý Thánh Tông, có đầy đủ muôn mảng hiên vàng đai ngọc và nhân đạo linh là phù. Những dòng chữ toàn là bằng ngọc lại phạm quý đức vua, trù ếm khi người đi kinh lý ở biên cương vì nón sông đất nước. Nhưng nếu ta không đem chôn giấu rồi vu quan cho chị ta là nhiếp chính, thì cuộc tình duyên của ta cơ hồ hồ tan kéo ra. Hoàng hậu thượng dương cũng sẽ không giúp ta cùng người yêu nên duyên chồng vợ. Chừng đó ta lại trở về nguyên vị cực khổ gian lao, ngày làm đêm học theo năm tháng cô đơn. Nhìn lũ quả xoáy đầu xây cầu chức nữ, còn ta như lai theo gió lạc mây tầng. Biết vậy thì em hãy theo anh gặp nhà thầy và hoàng hậu rõ thêm nhiều mưu cách. Đi em. Rõ ràng vì tình yêu mà quên đi tình cốt nhục, bởi vậy hề tôi quản là phải. Nhưng mà có quản là quản với gái trai bất chính, chứ không thể quản với nghĩa nhân đạo lý. Phải tìm cách nào báo tin. Báo tin cho quan tán trợ vũ quý Lý Thừa Hiến biết, để tóm cổ hết bọn này mới được. Báo để cho người đời được biết quãng này không bao giờ lãng quãng. Các em xem kìa, tại sao quan quân triều đình đi về phía chúng ta? Dạ, dạ thưa hoàng phi, ta giữ quyền nhiếp chính tại trào, ta không phải vì bá vinh hoa toại lụa, đã làm người
quên cuộc sống làm người. Có khổ mới nên thân, mới hiểu được nỗi khổ quan của người khác. Tâu Hoàng Phi, có Thái Sư Lý Đạo Thành đến. Các em đến phía trước đợi ta và kính cẩn mời Thái Sư nhé. Dạ, Tâu Hoàng Phi, vì mật sự nên hạ thần không lập biểu thư, xin gặp Hoàng Phi nơi ban lộ, mong Hoàng Phi thư lỗi. Tội của cháu là để cho Thái Sư lặn lội tìm cháu ở xa xôi. Tâu Hoàng Phi, trong cung của Hoàng Phi có bùa và hình tượng bằng vàng ngọc giả ếm đức vua. Trong cung của ta có bùa và hình tượng bằng vàng ngọc giả ếm đức vua. Tâu Dương, Hoàng hậu đã bắt Thị Lộc giam vào một tấm, nó đã thắt cổ chết rồi. Thị Lộc đã chết rồi à? Tâu Dương, một tiếng động như sét đánh nát tim ta. Thị Lộc có bạc ác hay không, chân giả chưa tường. Thị Lộc chết đáng ghét hay đáng thương, hoặc trong cái chết ấy có điều gì bí ẩn? Tâu Hoàng Phi, thần tuân lĩnh đức vua phò Hoàng Phi giữ quyền nhiếp chính, còn Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ cai quản và thẩm định cả cung vi. Việc xảy ra giữa triều Thị Lộc khai rằng vì không có học nên tuân lĩnh Hoàng Phi trù êm đức vua. Hoàng hậu đem giam Thị Lộc vào chốn lạnh cung, nhưng vào lúc nửa đêm Thị Lộc đã thắt cổ quyên sinh. Triều đình bỗng nhiên biến động phút chốc, đồn khắp mọi nơi thần hạ tự thấy quá lo, nên đón Hoàng Phi nơi bán lộ để báo tin. Mọi việc đều có nhân quả, nhân ngày nay sanh quá ngày mai, là người đoán việc thắng ngay. Chú nghĩ gì? Tâu Hoàng Phi, theo như thần nghĩ, không có lý gì Hoàng Phi lại giết đức vua. Vậy thì Hoàng hậu giết đức vua sao? Hoàng hậu đã nhờ ân sủng của Hoàng thượng mà cả nhà đều vinh hiển, lẽ nào lại làm như vậy? Vậy thì Thị Lộc định giết vua rồi đổ tội cho cháu ư? Thị Lộc làm như vậy chứ ý định gì? Đầu mối là Thị Lộc, mà Thị Lộc thì lại chết bất ngờ. Còn rất nhiều điều bí ẩn đâu Hoàng Phi à. Hoàng hậu không có ý giết vua, điều đó cho quả quyết như vậy. Còn cháu, chú cũng biết cháu là người không tin bùa phép. Cháu giết đức vua dành ngôi vị cho ai? Trong khi đó hai con của cháu đều là con của đức vua. Hoàng hậu thượng dương vì mưu lợi cầu danh sanh ra chỉ hẹp hòi, rồi bị người ta lợi dụng, lòng đi sâu vào cám bẫy không hay. Lời chú nói ra cháu cũng đã nghe, nhưng nếu ta vui vàng đúng chà cá nhái không còn.
chỉ có ta. Nếu dưới trên trong ngoài không hòa thuận thì cho biết đến bao giờ. Yên ổn cõi bờ cho quần thần tranh họ yên vui. Ôi thật là nguy hiểm. Chú Thảo sắc chỉ cho quan tán trợ vụ quý Lý Thường Hiến được biết thù trong giặc ngoài phải cẩn thận giữ gìn, đợi chúa thượng về sẽ xét xử phân minh mọi việc. Chú cần bàn với cháu rồi mới nên phát lạc. Xin tuân lệnh. Quân vương, quân vương ơi, người đi kinh lý ở xa có biết triều đình biến động mãi chẳng hở tay, có làm vua thật sự vì nước mới thấy đắng cay. Đêm nằm không yên ngủ ngày ngày không thương. Hoàng thương ơi, thiếp nhớ cái thuở còn là cô hai dâu bên bờ sông thương. Tuổi vừa biết lừa gương cài giấc, rồi một chiều xuân nắng ấm thuyền rầm ghé bến sông xanh cùng nhau cầm sắc dao. Rồi hoàng thương tạm giao quyền nhiếp chính sửa trị sang nhà. Cô gái hái dâu của trẫm vẫn làm tròn quốc vụ, đẹp nghĩa đẹp tình đẹp ý của thần dân. Nhưng hoàng thương có biết đâu cô gái hái dâu của hoàng thương đang bị do bão dập dùi chờ ngày.
hồng tươi thơm ngát, cùng toàn dân reo vui ca khúc thanh bình. Hoàng Phi, cô gái hái dâu của Trầm. Hoàng Phi, Hoàng thượng ơi, nói sao cho thầy lùng riêng nhớ thương dần đầy. Ngài chia tay càng chén rượu đau, đến hôm nay rừng bắt đón quân dân. Hoàng phi ơi, có những đêm thâu một mình ta càng chén rượu đau. Người thương ơi, có thấu cho chàng làm người giữ nước vì dân quân mình. Hoàng thượng ơi, ở chốn triều đình còn có lắm nỗi bất minh, thế phải làm gì đây, thế phải làm gì cho trọn tình với người thương. Hoàng phi của Trẫm ơi, thì cô gái hái dâu của Trẫm cứ nuôi tầm vết lụa, chẳng những cho triều đình mà còn cho cả thần dân. Trẫm họ thần dân có biết thiếp đang nặng gánh gian sang quằn vai. Thì lại có kẻ quyền gian toan bắn chữ trùng cho rơi rụng kiếp phi tần. Hoàng phi hãy tin sự thật là anh thái dương rọi sang khắp đường trần. Anh thái dương có sáng nhưng cũng có soi sáng lòng châu ức của những kẻ vị kỷ bất lương. Trẫm biết nhưng sự thật vẫn là sự thật, vì muốn thu anh thái dương vẫn quét sạch bóng đen. Cảm ơn hoàng thượng đã dạy bảo, nhưng sao bóng đêm lo sợ cứ ào ạt kêu tới chẳng chịu đựng. Gió quyện ngàn mấy hồng dần dần hồng tươi. Cảm ơn hoàng thượng đã uống đúc tinh thần cho tiếp. Ngày mai trời vẫn sáng dẫu hiện tại đêm đen. Hoàng phi giờ xin tạm biệt. Hoàng thượng, anh bây giờ mau quên lắm, nhặt mới nhớ. Em là em Trinh em mà. Ủa mà Trinh nào? Mới nói nhớ bây giờ lại quên nữa rồi. Em là Trinh. Rồi anh nhớ rồi. Em đi với ai? Em đi với chị Phượng. Phượng đây nè. Ủa Phượng, hai em đi đâu đây? Tụi em đi tìm anh từ sáng sớm cho tới bây giờ đó. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm sao mà hai em tìm anh sớm dữ vậy? Anh đừng có giả mù sa mưa. Anh đừng có lấy giấy thư mà che mắt thánh. Anh đừng giả đò không biết để rồi trốn tránh. Anh đừng có làm bộ để quên trách nhiệm quản ở cung gì. Anh đừng chở che cho bọn người bất chánh á. Anh đừng nói không biết để cho người ta ăn hiếp nhiếp chính hoàng phi nha. Trời thần đất thánh ơi, làm cái gì mà nói vừa gặp ta
lại nạp cho một hơi không kịp thở vậy? Hỏi anh chứ làm gì? Nó vậy nãy giờ hỏi hả? Đi. Hỏi thì anh trả lời. Nghe nghe không? Cái đó thì bởi sông đen nhưng mà nghịch cảnh. Thôi, trời ơi, anh trả lời gì mà nói như ngựa chạy vậy? Làm sao tụi em nghe cho kịp? Chứ hai em hỏi tôi hồi nãy như dông dư bảo thì tôi phải trả lời như giả gạo chài ba chài tư vậy mới đúng chứ. Đàn bà con gái gì nói chuyện với đàn ông con trai thì phải nghiêm túc đàng hoàng, trật tự an toàn. Chứ ăn nói gì mà cái kiểu gì chưa đi lại chạy, chưa nói lại cười thì còn ra cái thể thống gì? Rồi làm sao có chồng? Hỏi lại cho đàng hoàng đi, anh trả lời cho mà nghe. Vậy thì anh nghe cho kỹ em hỏi đây nè. Ai vu oan giá họa cho nhiếp chính hoàng phi? Chuyện đó ai cũng biết mà lại hỏi. Biết có thì anh nói đi. Nè, trước kia anh tưởng bà Chánh và bà Thứ hụt hạt với nhau đó vì ghen rồi thôi. Sao anh mới biết được việc hại bà Ý Lan là việc làm hại nước hại dân? Nên anh mật báo với ngài tán trợ vũ quý Lý Thừa Hiến tóm cổ hết rồi. Hai em có biết không, trong đó có thằng Tống Giang giả làm lái buôn và thằng Thư Sinh lười học. Nó có cái mã đẹp trai gạt gẫm tình yêu rồi lại giết người để phi tang. Hai em có biết nó giết người bằng cách nào không? Bằng cách nào? Bằng cách này nè. Hai em nghe anh thuật chuyện ớn xương sống chưa? Tình yêu mà đặt không đúng chỗ là chết như vậy đó em ơi. Mai mốt có lấy chồng thì lựa những thằng như là như anh gì nè. Lấy chồng hoàng như anh hả? Thà là tụi em ở quá sướng hơn. Nhưng mà nó không có ghen vì nó không có. Còn lâu á, nó ghen hả, còn trời gầm đất lỡ hơn nữa à. Tại vì nó... Thôi, mọi việc đã xong rồi hai bà ơi. Hai em theo anh về triều xem xử án. Miễn lễ chư khanh bình thân an vị. Khắp đất nước trẫm đã bố phòng trong những ngày kinh lý, quay về triều dân lễ tế miếu đường. Nhưng còn hoàng hậu Thượng Dương lại mắc phải tội vu oan giá họa. Việc nội triều thiếu phần êm ả khiến bên ngoài thần dân trăm họ xôn xao. Này Lý tướng quân tra thẩm thế nào, khanh tấu trình cho bá quan được biết nhé. Muôn tâu hoàng thượng, theo lời chỉ dẫn của hề quan, thần tra xét bắt được tên Thư Sinh và gã Tống Giang. Thị Lộc mê trai ham bạc ham vàng, bỏ tình chị khai gian cho nhiếp chính. Văn án đã xong, kính trình thánh hoàng thẩm định. Tương lai ghê thai cho Dương An Thạch, cầm thai cho lũ Tống Giang. Bề ngoài ra vẻ giao hảo thông thương, bên trong lại cho Giang tế sang ngầm phá rối. Cả giận cho hoàng hậu Thượng Dương u tối, làm cho nội triều lục đục chỉ vì ghen. Thị Lộc đáng tội và gã Thư Sinh thấp hèn, đồng ngậm máu phun người mà không tánh miệng.
Hoàng phi ỷ lan trên đường kinh lý, Trẫm đà nghe tiếng người đàn bà tế thế an bang. Trẫm muốn nghe thấy tận tai mắt nhiếp chính ỷ lan, vụ án này giao cho khanh xét xử. Truyền lập công an. Phòng vệ quân. Dạ. Đưa tên Tống Giang vào đây. Dạ. Trước hết xử tên Giang Tống, giả con buôn khuấy phá nước ta, mưu thâm quả thâm trời đất chẳng dung tha, tuổi tài đình ấy đáng đem ra trảm thủ. Khoan, ta dân lệnh Tống thần Tống Mật Chỉ ngầm cho sang thị sát phương nam, với tể tướng Dương An Thạch ta là bạn đồng hương. Nếu biết thật hãy trả ta về phục lệnh. Nếu Tống triều lấy tình hữu kính, xa mã đàng hoàng từ cửa ải Lạng Châu sang đây, thì ta lấy nghĩa ban giao của hai nước đón chào đại diện Tống quốc Giang Sơn. Mỗi nước đều có chủ quyền riêng. Có sang đây ta cũng xem như phường đạo tặc giang phi, đừng nói chi ngươi là người lén lút vào tận cung triều làm điều bất chính gây rối cung gì. Quân sĩ hãy đóng cho ta một cái hòm gỗ để ta chặt đầu Tống Giang Tống bỏ vào, gửi sang cho Dương An Thạch biết thế nào là phép ma nữ. Quân y lệnh. Quân sĩ đưa Dương Văn Bảo và gã thư sinh vào. Dương Văn Bảo, nhà người áo rộng màu cao, đã hưởng bổng lộc triều đình, còn Hà Lạc lúa phát cho dân nghèo, đó là điều tội ác. Còn gã thư sinh biếng nhác lười học, bị Tống Giang lợi dụng cái mã đẹp trai gạt người rồi lại giết người, hai tội này giao cho hình bộ quan. Quân ý lệnh. Thị Lộc tham bạc vàng mê trai, tình chị em không biết nghĩ, chết vì tình yết bản răng đời. Quả đầu hình treo khắp mọi nơi, khắp cùng đất nước cho người người được biết. Quân cho mời hoàng hậu vào. Hoàng hậu thượng Dương phạm điều ghen ghét, mưu toan gieo quả bụng dạ hẹp hòi, xét chưa sắp tâm bán nước hải nòi, xin quan giảm cho một lần hối cải. Quan trọng giao cho hoàng phi chức quyền trọng đại, vua văn điều nhiếp chính là vua, hoàng hậu ám hại nhiếp chính là ám hại vua, tội đáng chết, sao hoàng phi lại tha cho người có hành vi tội ác? Muôn tu thần tiếu xin quan thứ cho hoàng hậu, là vì ngôi chí bảo của hoàng thượng và nhĩ dĩ hoàng nhi, có các quan văn võ triều nghi. Hoàng phi hãy nói rõ cho mọi người được biết nha. Hoàng thượng ơi, nhĩ dĩ hoàng nhi dẫu là con của thiếp sanh ra, nhưng đối với cương kỷ hoàng gia, hoàng hậu là đích mẫu, gương hiếu nghĩa ngàn xưa còn lưu dấu. Xin hoàng thượng mở rộng đức cân cho con trẻ tranh tiếp
thị phi khi thay hoàng thượng ký vị ngôi trời. Quán giảm cho hoàng hậu, thần xin hoàng thượng chuẩn phê lời. Hoàng hậu vì nhẹ dạ non lòng nên lầm mưu giặc tông. Người cầm cân nảy mực phải rõ thông, đó cũng là để sau này bàn đến tranh họ không hiểu lầm hoàng thượng. Nhẹ tình hoàng hậu nắng nghĩa hoàng phi, giặc tông còn lâm le cướp nước tha cho hoàng hậu, đó là vì giận mang của đại việt nước non nhà. Lời của hoàng phi làm cho chúng thần sáng tỏ. Như mây tan rực rỡ ánh trăng khuya, lẽ công bằng thiếp đợi vua về, quyền nhiếp chính nay xin được giải. Hay, hay lắm. Ôi đúng như lời thiên hạ gần xa đồn đại, hoàng phi phán xét độ lượng hải hà, giết tha ý nghĩa rất sâu xa. Trẫm phong cho người hai chữ thần phi cho đáng công xứng đích. Cũng để tỏ lòng đãi ngộ hoàng hậu, trẫm hạ chiếu biếm lãnh cung.